Cô chào các em. Ở tiết trước, trong tiết lý thuyết, cô đã hướng dẫn các em sách giấu của những thứ bậc nhất rồi. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em phần bài tập mà hôm trước cô đã giao cho các em. Đó là phần bài tập trắc nghiệm sách giấu của những thứ bậc nhất. Bài tập số 1. Cho biểu thức fx 2x trừ 4. Tập hợp tất cả các giá trị của x để fx lớn hơn hoặc bằng 0. Đáp án A. X thuộc nửa khoảng từ 2 đến dương vô cực. Đáp án B. X thuộc nửa khoảng từ 1 phần 2 đến dương vô cực. Đáp án C. X thuộc khoảng nửa khoảng từ âm vô cực đến 2. Đáp án D. X thuộc khoảng từ 2 đến dương vô cực. Thế để làm bài tập này thì trước tiên các em phải xét dấu của cái nghĩa thức bậc nhất là 2x trừ 4. Nhưng trong bài này là fx lớn hơn bằng 0 thì các em xét như sau. Xét 2x trừ 4 lớn hơn hoặc bằng 0. Ở lớp 8 các em đã được học giải bất phương trình này rồi, các em chuyển vế. 2x lớn hơn hoặc bằng 4. Các em chia cả hai vế cho 2 để tìm x. Như vậy là có x lớn hơn hoặc bằng 2. X lớn hơn hoặc bằng 2 nghĩa là x thuộc khoảng từ nửa khoảng từ 2 đến dương vô cực. Như vậy, x thuộc nửa khoảng từ 2 đến dương vô cực, các em xem trong 4 đáp án này, chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án A. Như vậy, em chọn đáp án A. Xong rồi. Bài số 2. Cho biểu thức fx bằng x cộng 5 nhân với lại 3 trừ x. Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình fx nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đáp án A. X thuộc khoảng từ trừ vô cực đến 5 hợp với lại 3 đến dương vô cực. Đáp án B. X thuộc khoảng từ 3 đến dương vô cực. Đáp án C. X thuộc khoảng từ âm 5 đến 3. Và đáp án D. X thuộc nửa khoảng từ trừ vô cực đến trừ 5 hợp với lại nửa khoảng từ 3 đến dương vô cực. Thì đối với bài này, trước tiên em làm như sau. Em lập bảng xét dấu của fx. Thì bước 1, em cho x cộng 5 bằng 0. Như vậy là x sẽ bằng âm 5. 3 trừ x bằng 0. Như vậy x bằng 3. Bước thứ 2, em sắp xếp các nghiệm theo thứ tự tăng dần. Trừ 5 phía trước, 3 sau. Thứ 3, em lập bảng xét dấu. Lập bảng xét dấu fx. Dòng đầu tiên, em ghi các giá trị của x từ âm vô cực đến dương vô cực. Sắp xếp các nghiệm theo thứ tự tăng dần chúng ta đã sắp rồi. Âm 5 em viết trước và viết sau, em chia các khoảng đều nhau. Dòng thứ hai, em ghi nghiệm thức bậc nhất là x cộng 5. Dòng thứ ba, biểu thức bậc nhất là 3 trừ x. Dòng thứ tư, biểu thức fx đó là tích của x cộng 5 và 3 trừ x. Đầu tiên các em xét dấu nghiệm thức bậc nhất là x cộng 5. Khi x bằng âm 5 thì x cộng 5 bằng 0, các em ghi số 0 ở phía dưới âm 5. Và đây dưới cái giá trị x bằng 3 thì các em ghi dấu gạch này cho cô. Chúng ta xét dấu luôn. Đối với nghiệm thức bậc nhất, các em xét dấu bằng câu thần chú đó là trái trái phải cùng. Ở đây hệ số A của chúng ta, A bằng 1, như vậy là lớn hơn 0 hoặc là mang dấu dương. A bằng 1 lớn hơn 0 mang dấu dương. Vậy phía bên trái
Trái với dấu dương nghĩa là mang dấu âm. Phải cùng tức là phải sẽ mang dấu dương. Đó. Tiếp tục chúng ta xét đến dấu của cái nghi thức bậc nhất là 3 chữ x. Ta x bằng 3 thì 3 chữ x bằng 0 hay nghi số 0 dưới. Đây, phân cách ra cho cô. Bây giờ chúng ta sẽ xét trái trái tức là ở đây hệ số A là bằng âm 1, tức là mang dấu âm. Phía bên trái, trái dấu với âm nghĩa là mang dấu dương. Phải cùng tức là phía bên phải, 3 nghĩa là mang dấu âm. Tại giá trị x bằng âm 5 thì fx bằng 0. Tại giá trị x bằng 3 thì fx cũng bằng 0 nên ghi số 0 ở dưới. Bây giờ chúng ta sẽ xét tích, xét dấu tích của là x cộng 5 và 3 chữ x. Âm nhân dương là âm, dương nhân dương là dương, dương nhân âm là âm. Như vậy ở đây theo đề bài người ta yêu cầu đó là tìm các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình fx nhỏ hơn hoặc bằng 0. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào cái bảng xét dấu này để chúng ta lấy những giá trị của x làm cho để cho fx nhỏ hơn không? Nhỏ hơn 0 á. Thì bây giờ các em gióng lên đây. Thì chúng ta thấy là fx âm ở trong khoảng từ âm vô cực đến âm 5. Nhận xét fx nhỏ hơn 0 với mọi x thuộc khoảng từ âm vô cực đến âm 5. Và vẫn còn một khoảng nữa ở đây fx âm. Em đóng lên chúng ta thấy là hợp với khoảng từ 3 đến dương vô cực. Ở đây đề bài người ta yêu cầu fx nhỏ hơn hoặc bằng 0 nghĩa là có dấu bằng nữa. Vậy thì tại hai cái đầu mút ở đây em thấy là x bằng âm 5 và x bằng 3 thì fx bằng 0. Đây. X bằng âm 5 thì fx bằng 0, x bằng 3 fx bằng 0. Như vậy ở đây chúng ta nhận xét, cô viết sau này fx lớn hơn hoặc nhỏ hơn hoặc bằng 0. Fx nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp giữa kết quả chúng ta vừa mới xét xong, chúng ta có này trừ vô cực đến trừ 5, móc vuông lại bởi vì tại giá trị x bằng âm 5 thì fx bằng 0, hợp với tại x bằng 3 thì fx cũng bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có được khoảng từ 3 đến dương vô cực. Dựa vào kết quả này, bây giờ các em nhìn vào bốn đáp án thì chúng ta thấy chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây là chọn đáp án D. Sang bài 3, cho biểu thức fx bằng x nhân x trừ 2 nhân với lại 3 trừ x. Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình fx nhỏ hơn 0 là. Đây có 4 đáp án. Đáp án A, x thuộc khoảng từ 0 đến 2 hợp với lại 3 đến dương cực. Đáp án B, x thuộc khoảng từ âm vô cực đến 0 hợp với lại 3 đến dương cực. Đáp án C, x thuộc khoảng từ âm vô cực đến 0 hợp với lại 2 đến dương cực. Đáp án D, x thuộc khoảng từ âm vô cực đến 0 hợp với lại 2 đến 3. Ở đây đầu tiên các em sẽ xét dấu của biểu thức fx. Sau đó chúng ta lấy những giá trị làm cho fx nhỏ hơn 0. Trước tiên các em cho x bằng 0. Nghĩa thức thứ hai, x trừ 2 bằng 0. Nghĩa thức thứ ba là 3 trừ x bằng 0. X bằng 0 chúng ta giữ nguyên. X trừ 2 bằng 0 nghĩa là x bằng 2. 3 trừ x bằng 0 nghĩa là x bằng 3. Tiếp theo, các em sắp xếp các nghiệm theo thứ tự tăng dần. Ở đây 0, 2, 3 như vậy là 0 trước 2, 3. Em đập
sách giấu. Dòng thứ nhất kèm với x, dòng thứ hai là x trừ 2, dòng thứ ba là 3 trừ x, dòng thứ tư dòng thứ nhất x này, nghĩa thức thứ nhất là x kèm cũng viết vào đây x trừ 2, dòng thứ ba là 3 trừ x, và dòng cuối cùng là biểu thức fx của chúng ta. Dòng thứ nhất kem ghi từ âm cực đến dương cực, ở đây kem chia ra làm 3 khoảng đều nhau, không viết trước này, 2 này, rồi là đến 3. Tại x bằng 0 thì em thấy x bằng 0. Ở đây em chia ra là các khoảng thế này. Chúng ta xét dấu luôn nhé. Ở đây nghĩa thức bậc nhất x bằng 0. Phía bên trái thì trái dấu hệ số A. Ở đây hệ số A là bằng 1. Như vậy là mang dấu dương. Trái trái phải cùng. Phía bên trái trái với dương nghĩa là mang dấu âm. Phía bên phải cùng dấu, tức là mang dấu dương hết trong ba khoảng này. Đó. Đến nghĩa thức thứ hai là x trừ 2. Tại x bằng 2 thì x trừ 2 bằng 0. Đấy, kem dấu sang đây thì chúng ta viết như thế này. Và kem phân ra. Chúng ta lại sử dụng câu thần chú. Trái trái phải cùng. Ở đây hệ số A bằng 1. Như vậy là nó mang dấu dương. Trái trái tức là trái với dương nghĩa là mang dấu âm. Hai khoảng này đều mang dấu âm hết. Phải cùng nghĩa là mang dấu dương. Tiếp theo đến nghĩa thức thứ ba. 3 trừ x. Tại x bằng 3 thì 3 trừ x bằng 0, em viết số 0. Em phân các khoảng ra như này. Lại sử dụng câu thần chú trái trái phải cùng. Ở đây hệ số A, các em lưu ý nha, đừng có nhầm hệ số A bằng 3 nha. Mà ở đây hệ số A bao giờ đi với ẩn x. Và ở đây hệ số A của chúng ta bằng âm 1. Nghĩa là mang dấu âm. Vậy thì phía bên trái, trái với âm nghĩa là mang dấu dương. Phải cùng nghĩa là mang dấu âm. Bây giờ chúng ta sẽ xét tích. Âm nhân âm là dương nhân dương là dương. Thế ở đây tại các giá trị x bằng 0 thì fx bằng 0 này, x bằng 2 thì fx bằng 0 này, x bằng 3 fx cũng bằng 0 luôn. Và đây các em thấy dương nhân âm nhân dương nghĩa là âm. Dương nhân dương là dương. Âm. Ở đây trong bài này fx nhỏ hơn 0, em lưu ý. Chỉ lấy những giá trị nhỏ hơn 0 thôi. Vậy thì bây giờ em kết luận này. Fx nhỏ hơn 0 với mọi x thuộc khoảng. Bây giờ em nhìn ở đây. Fx âm nhỏ hơn 0 nghĩa là âm ở đây. Chúng ta gióng lên thì trên cùng này chúng ta thấy là fx nhỏ hơn 0 trong khoảng từ 0 đến 2. 0 đến 2 hợp với fx âm đây. Hợp với khoảng từ 3 đến dương vô cực. Như vậy, nhìn vào bốn cái đáp án ở trên bảng, chúng ta thấy là chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án A. Chọn A. Như vậy, chúng ta đã xét xong câu thứ 3.
Thì đối với bài này em lưu ý cho cô khi mà xét dấu. Ở đây hai cái hình thức x trừ 2 và 3 trừ x. Lưu ý cho cô chỗ này, hệ số a của x bao giờ hệ số a cũng đi với hẳn x nha. Rồi các em xong bài số 3. Bài số 4. Cho biểu thức fx bằng 9x bình trừ 1. Tập hợp tất cả các giá trị của x để fx nhỏ hơn 0 là a. X thuộc đoạn từ âm 1/3 đến 1/3. B. X thuộc khoảng từ âm vô cực đến âm 1/3 hợp với 1/3 đến dương vô cực. Đáp án C. X thuộc nửa khoảng từ âm vô cực đến âm 1/3 hợp với nửa khoảng từ 1/3 đến dương vô cực. Đáp án D. X thuộc khoảng từ âm 1/3 đến 1/3. Thế đối với bài này, thì trong cái phần mà chúng ta xét mà chúng ta chưa học đến cái tăng thức bậc 2 á, thì bây giờ chúng ta sẽ xét như x cộng 1 bằng 0. Thế tích 3x trừ 1 nhân 3x cộng 1 bằng 0, nghĩa là chúng ta có 3x trừ 1 bằng 0 và 3x cộng 1 bằng 0. Ở đây chúng ta tìm được x bằng 1/3. 3x cộng 1 bằng 0, nghĩa là x bằng âm 1/3. Sau khi chúng ta tìm nghiệm của fx rồi, bây giờ các em lập bảng xét dấu luôn. Lập bảng xét dấu. Dòng thứ nhất em ghi giá trị của x. Dòng thứ hai em ghi 3x trừ 1. Dòng thứ ba em ghi hình thức 3x cộng 1. Dòng thứ tư em ghi biểu thức fx. X đi từ âm vô cực đến dương vô cực. Ở đây chỉ có hai giá trị là âm 1/3 và 1/3. Em chia các khoảng đều nhau. Ta x bằng 1/3 thì 3x trừ 1 bằng 0, em ghi số 0. Bắt đầu chúng ta xét dấu. Ở đây hệ số a là bằng 3. Như vậy hệ số a bằng 3 tức là mang dấu dương. Kèm xét nhị thức bậc nhất. Áp dụng công thức áp dụng cái câu thần chú, đó là trái trái phải cùng. Phía bên trái trái dấu với dương, nghĩa là mang dấu âm. Phải cùng dấu, nghĩa là mang dấu dương. Ta x bằng âm 1/3, 3x cộng 1 bằng 0. Em phân khoảng nào. Lại áp dụng câu thần chú, ở đây hệ số a bằng 3, tức là mang dấu dương. Trái trái, tức là trái với dương, nghĩa là mang dấu âm. Phía phải cùng dấu dương. Đây chúng ta xét tích dương nhân âm nhân âm là mang dấu dương. Tại x bằng âm 1/3 thì fx bằng 0 này. Âm nhân dương là âm, đây là mang dấu dương. Theo đề bài người ta yêu cầu là fx phải nhỏ hơn 0. Như vậy ở đây fx nhỏ hơn 0 thì các em xét trong cái khoảng từ âm 1/3 đến 1/3. Fx kết luận fx nhỏ hơn 0 với mọi x thuộc khoảng từ âm 1/3 đến 1/3. Như vậy nhìn vào bốn đáp án ở trên này, vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án, nó là chọn đáp án D. Chọn D. Vậy là chúng ta đã xét xong bài tập số 4. Trên đây là 4 cái dạng bài tập mà có liên quan đến dấu của nhị thức bậc nhất. Cô yêu cầu các em xem lại 4 bài tập thật là cẩn thận và làm bài thật là chắc chắn.
Xin chào các em.